Hôm đó ăn cơm với anh Đạt, tôi gặp được một cô gái rất kỳ lạ. Anh Đạt hình như là người quen của anh kìa. Không phải đâu. Em ăn đi. Mặc dù anh Đạt phủ nhận, nhưng tôi nhớ cô gái ấy là mối tình đầu của anh. Sau ngày hôm đó, tôi phát hiện ra anh Đạt thay đổi rất nhiều. Đây không phải địa chỉ nhà tôi. Đưa anh cái điện thoại. À, cô muốn uống gì? Cho tôi một ly trà đào đi. Em xem cái nhẫn này đẹp không? Này, này cô kia. À, tôi nghe rồi. Cô đợi tôi chút. À, hai người nữa là sinh nhật của tôi đó. Tôi có mời anh Đạt rồi. Cô đến cho vui. Nước của cô đây. Cảm ơn. Nhưng ngày mai là kỷ niệm của chúng tôi. Tối rồi mà anh còn đi đâu nữa? Công ty của anh tăng ca. Bây giờ anh phải qua công ty luôn. Anh có thể không đi được không? Không được em ạ. Em phải qua luôn đây. Vậy anh đi rồi về sớm. Rõ ràng là đi dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Tại sao phải nói dối em?